cái nhọc má cái ngủ kinh khủng. Này cái nhọc má cái hai kinh khủng. Ngủ ngủ vui vui. là nhiệm vụ đi. Các cổng Trương Hiến. Vụ cho đà ta. Giờ đi đi theo cái nhiệm vụ đi. Chưa biết là cái nhiệm vụ gì. Chỉ biết là ngay do đó nó có cái nhiệm vụ thôi. Tớ nhận thôi rồi, ok. Xóa cái ra đi chứ. Rồi có nhiệm vụ, cái gì dưới biển nữa ta? Dưới biển là nhiệm vụ à? Thôi, tớ nhiều kinh khủng. Đạp đạp cái này. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Đơn vị thăm dò. Nhà nghiên cứu thủy văn Broly. Broly. Hai, làm sao bây giờ? Ê, anh sao vậy? Đứng một mình thở già thế có chuyện gì à? Đúng thế, không chỉ có chuyện mà còn là chuyện lớn nữa. Xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Tôi là Broly, nhờ nghiên cứu sơ cấp cơ viện khoa học Fontan. Trước đây phụ trách giám sát số liệu thủy văn tại Fontan. Số liệu thủy văn là thứ gì vậy? Nó đơn giản, đó là các số liệu liên quan đến chất lượng nước. Ví dụ như nhiệt độ tại các tầng sau của nước, mực nước, lưu lượng và tốc độ bốc hơi trên đơn vị thời gian, hàm lượng tạp chất. Nghe có vẻ phức tạp. Vậy mà. Đúng vậy. Vậy mới cần người cụ thể là tôi và đồng nghiệp phụ trách tổng hợp số liệu phức tạp này, tiến hành quan sát để phát hiện sớm những thay đổi về chất lượng nước. Nếu không ai làm việc này, đến khi chất lượng nước thật sự xảy ra vấn đề lớn thì lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Nên nhớ một trong những nguyên nhân mà tinh linh nước Trang xinh đẹp và to nhỏ rời khỏi phong tan chính là vì chất lượng nước đã thay đổi, không còn phù hợp với họ nữa. Thật vậy sao? Khác với những gì tao nghe được. Cái này lúc huấn luyện khi nhận việc họ nói vậy. Chắc là để đánh thức tinh thần trách nhiệm yếu ớt trong làng chúng tôi. Tóm lại, theo dõi dữ liệu thủy văn cũng là một công việc rất quan trọng. Ví dụ, nếu chất lượng nước thay đổi sát với hệ số thấp nhất, thì vị của nước sẽ hơi chót. Gì thật chứ? Cũng chỉ thế thôi mà. Dù sao, cũng là hệ số thấp nhất mà. Còn để đánh mức nghiêm trọng nhất, thì sau nước sẽ biến thành phong ta. Không đến mức đó, chắc chỉ gây ra tuyệt chủng hoàn loạt ở phong tan thôi. Ôi trời, thật đáng sợ. Bemon, đại chúc, lẽ nào anh đang đứng đài sở già là do chất lượng nước có biến động à? Không phải, chỉ là dữ liệu trước đó tổng hợp được đã bị chìm cùng với trộm quan trát thôi. Tao không biết vớt lên kiểu gì nên mới xào nổ như vậy. Hả? Chìm cùng với trộm quan trát à? Đúng vậy. Chắc là bạn cũng từng nghe về sự cố thí nghiệm khủng khiếp đó. Vụ nổ thổi bay phần thí nghiệm trung tâm lên trời ấy. Thật không may, trộm quan trát thủy văn ở đây cũng bị đánh chìm trong sự cố đó. Cũng may là tao với các đồng nghiệp khi đó đang ra ngoài khảo sát nên đã không bị thương. Có điều số liệu thủy văn được tổng hợp trong nhiều năm và đã bị bỏ lại dưới đó rồi. Baymon, nghe có vẻ cũng quan trọng nhỉ. Cứ giao cho tôi. Thật sao? Quý cô tốt bụng đồng ý giúp tôi à? Vậy sẽ là ăn nhân cả đời của tôi rồi. Bạn biết đấy, sau khi trộm quan trát bị chìm, vàng phàng cũng được tổ chức lại. Tôi bị thuyên chuyển đến Viện Tổng hợp Bảo tồn Thủy văn và Thủy sinh vật
mới được thành lập. Không chỉ bị xếp máu xăm xoa tới ngày, còn có hòn tá quy định kỳ quét. Mỗi ngày đi lùm đúng giờ thì không nói, mỗi tuần còn phải lùm thêm báo cáo tuần. Đến bữa trưa còn không được công khe chợp mắt trên văn phòng. Quá đáng hơn nữa là trang văn phòng còn có một chị ghe nuôi hẻ thú bằng bay. Tôi bị nó cắn 3 lần rồi. Vì vậy, nếu có thể lấy lại dữ liệu nghiên cứu, tôi có thể tìm cách thuyết phục trưởng phòng để cô ấy cho phép khôi phục lại phòng quan trắc thủy văn ban đầu. Như vậy, tôi và đồng nghiệp sẽ được chuyển về đơn vị cũ, sống những ngày tháng ân nhàn hạnh phúc một lần nữa. Bây giờ, hả? Khẩu ý tao là sống lại những ngày tháng vui vẻ đi khảo sát bên ngoài. Nói đủ thứ, rốt cuộc vẫn là muốn được lười biếng. Đúng vậy. Vậy anh tự xuống dưới đó vất đồ lên, chẳng phải là sang rồi à? Cái này thật xấu hổ. Tuy Viện Khoa học Phong Tan đã từng tổ chức tập huấn luyện, nhưng đều là các cớ để chúng tôi tập trung đi ăn. À không, mỗi lần tập huấn luyện đều không may ra đúng vào ngày chúng tôi đã có hẹn dùng bữa tại khách sạn Debo. Thật là đáng tiếc. Tóm lại, tiến bộ khoa học thủy văn và tương lai của Phong Tan đều nhờ cả vào bọn đấy. Viết cô tốt bụng. Thằng đây lười biếng nè. Về chuyện thù lâu, xin hãy yên tâm. Chỉ cần giúp tôi khôi phục được nghiên cứu thủy văn, thì trang phẩm vây có thể bận cặn bao nhiêu thù lâu cũng được. Vì thế, nhờ cõi vào bọn, hãy giúp tôi đánh phàm điều khiển trung tâm để lấy lại dữ liệu quý giá đó nhé. Chuyện lấy dữ liệu xin nhờ cõi vào bọn đó, quý cô tốt bụng. Rồi qua đây là gì? Chuyện theo giáo chuyện xưa phía nôm. Theo giáo chuyện xưa phía nôm à? Ok, coi có gì không? Rồi không có gì hết. Rồi let's go. Chui dưới ra. Từ từ, có cần cái cần ở đâu? Mà sao là có cái gì đây à? Từ từ để mọi người đợi mình tí mình xem với nó. À, chui vô đó hả? À, trời đất ơi. Hình như trước mình chui vô đây rồi sao chứ. Anh nè. À, trước mình vô đây rồi mà. À, hay là mình lay lên kia trước ta, có khi vãi đây. Hồi trước mình mở ở trên đó rồi, cứ sang mình kêu chờ nhiệm vụ, giờ bị nhốt luôn à. Bây giờ phải đi thâu tóc ở đây cái đó. Ủa, hồi trước mình mở rồi nè, đúng rồi, đúng rồi. Hồi trước mình mở rồi. Bây giờ chỉ vô ra thao tác cái này thôi. Nè, quy tắc nè. Hình như là ghi chép lồm bàn chất liệu không thấm nước, ngâm nước lao như vậy mà vẫn không hư hỏng. Trên bìa còn dán một tờ giấy ghi chú. Đây là lần thứ 3 rồi, nhớ là phải thao tác theo chỉ dẫn. Nếu lại lờ mắt dữ liệu thì đánh bữa trà chiều của tháng này cũng không có đâu. Quy trình sản xuất dữ liệu tiêu chuẩn, đảm bảo thiết bị lưu trữ năng lượng dưới bản điều khiển chính đơn bạc theo điều khoản tiết kiệm năng lượng D503 của Viện Khoa học Phong Tan. Trạng thái mặc định là TAC. Dưới trạng thái cung cấp năng lượng bình thường, bản điều khiển sẽ sáng màu xanh. Lúc này có thể kéo cần gọt, có ghi tuyệt đối không được đụng vào để thao tác. Vậy là có thể in dữ liệu quan trắc. À, cái dữ liệu quan trắc là mấy cái tấm gỗ in à. À, dữ liệu phải được in ít nhất 3 tháng một lần, nếu không sẽ bị mất dữ liệu.
tốt lắm, như vậy mới có thể thao tác bảng điều khiển rồi. Vài thở hả? À, hàng chay. Hồi trước mình chui vô đây nó đâu ai đâu, mình biết ngay là đã có nhiệm vụ mà. Tốt lắm, như vậy là có thể khởi động bảng điều khiển rồi. À, hoặc hăng khai hướng dẫn thao tác tiếp theo, chỉ cần kéo cần gọt có gây, tuyệt đối không được đụng vào là có thể xuất dữ liệu đã gây. Trang chỉ dẫn gây như vậy đó, chắc là để tránh người khác nghịch ngợm. Cách lờ này thật là quỳ kỳ quá, kỳ quạt. Kéo cần gọt. Sau một hồi rung chuyển âm mỹ, nhả ra một cái gì đó. Baemon. Ồ, dữ liệu quan trắc mà Bro ghi cần, chắc là thứ này nhỉ. Nè, cũng giấy độc lỗ nè, lái được dưới nước. Dữ liệu trên đó hình như cần thiết bị chuyên môn mới đọc được. Tuy được làm từ nguyên liệu chống nước, không đến nỗi bị hãm vì ngâm nước. À, cũng y chang kia thôi. Baemon. Tuy không hiểu trên này viết gì nhưng cứ đem về cho anh ta là được. Sao đã à? Rồi sao lại từ từ để mình xóa cái này chứ. Cái này đi à, cái này mở cửa được không à? Không có mở à, không có cái cửa, trên này chỉ có cái này thôi. Ra đợt trước mình mở rồi cho nên không có cần đi xuống cái lối gì nữa. Trước mình đi phượt mốt mình mở. Ồ, có máy kế cho con ấy nè. Kế ấp mình lượm Navi lại thừa của mình phun. Đúng vậy, chính là thứ này, chính là nó. Như vậy là dữ liệu của trộm này đã được thu hồi hoàn toàn. Coi như là chuyện vui. Đã. Anh nói trộm này là xấu. Baemon hỏi này. Cái này mới final mà, chắc còn nhiều hướng nữa. Đúng thế, chúng tôi có tổng cộng 3 trộm quan trắc và một trộm xử lý trung tâm. Mỗi trộm sẽ có dữ liệu riêng. À, phải mình mới tìm được con trộm mà. Phải là tìm thêm 2 trộm kia nữa rồi tới cái trộm trung tâm để nhập dữ liệu đúng không? Vì thế phải nói rõ ràng với trưởng phàng về tính cần thiết của việc quan trắc. Và còn phải thu thập số liệu của 2 trộm nữa. Rồi đến trộm xử lý trung tâm để hoàn thành việc phân tích số liệu. Baemon, tao muốn hỏi một câu trước nhé. Chúng ta phải đi vớt hai trộm còn lại à? À, đương nhiên là không. Hai trộm đó không liên quan đến sự cố thí nghiệm, hiện vẫn đang đứng sừng sững trên mặt đất. Vậy thì tốt. Chỉ là hai trộm đó đang được đón người đến từ Bangkok quốc tiếp quản. Hả? Đúng người đó sao? Đạo Trúc, không lẽ anh đang nói về Pha Tui? Đúng thế. Những người đó tuyên bố họ đã được sảnh phúc lục chấp thuận cho phép tiếp quản hệ trộm này, không cho phép chúng tôi lại gần, chứ đừng nói là đến chuyện lấy số liệu. Để tao về sảnh phúc lục, chắc bọn cũng biết nếu muốn điều tra việc gì đó, việc gì ở đó còn khó hơn mò kim đáy bể. Nghe có vẻ đáng ngại nhỉ. Baemon, đúng vậy, đó là Pha Tui. Không chừng chúng thật sự muốn dùng máy trộm này để làm chuyện xấu xa. Tuy không muốn giúp lắm ha, nhưng để đề phòng bắt trát, chúng ta hãy đi kiểm tra xem. Ồ, vậy thì cảm ơn rất nhiều quý cô tốt bụng. Giờ tôi sẽ đánh giá vị trí của trộm kẹo dẻo trái cây và trộm Crepe Best trên bản đồ. Baemon, chẳng phải đây toàn là tên của món ăn ơi. Đúng vậy, nghe rất ngon đúng không? Tựa như những hương vị vốn có trong cuộc sống. Nhân tiện, trộm quan trát bên này gọi là trộm bánh ốc pha lê. Thử tưởng tượng xem, bẻ một miếng bánh ốc pha lê, ngâm vào nước ấm hoặc trà thảo mộc rồi uống. Trước đây trà chiều của chúng tôi là vậy đấy. Hay, không ngờ rằng trộm quan trát lại chìm xuống nước giống như vậy.
Tóm lại, để tôi được sống cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc nhòn nhỏ một lần nữa. À không, ý tôi là vì sự tiến bộ của khoa học và phong tên của nhân loại. Xin nhờ bọn giúp tôi tìm lại dữ liệu quan trắc lúc trước. Baymon: À khoan đã, nếu nhìn kỹ lại thì hình như chúng tôi đã đi qua cả hai nơi anh đánh dấu rồi. Hả? Thật ư? Đúng, pha tôi kia đã bị đuổi của rồi. À, hay là do mình đi phượt mốt cho nên nó vừa chuyển sang tới cái đoạn mà hình như đã đánh rồi này. Có khi nào nó vãi ta? Cũng có thể là vãi. Hơn nữa chúng tôi cũng lấy được dữ liệu mà anh cần. À, mình biết rồi. Cái nhánh mà phía tai, phía nôm gì phía ở trên bờ đó, cái đám pha tui mà mình gõ cái sơn, cái nó nhảy xuống hả? Nó kêu đánh giờ an rồi đó. À, hai cái trụ nó mình lái rồi. Hai thiệt chứ. Vậy là nếu mà mình chưa quýnh hai cái đó đúng không, thì cái nó không có nói mấy cái cao nào đâu. Nó sẽ dẫn mình đi tìm hệ kia. Hàng chi. Hơn nữa, chúng ta cũng đã lấy được dữ liệu mà anh cần. Đưa cho Brugge xem. Bàn giái lấy được lúc trước. Sao không? Tiện rồi nhé. Hàng chi. Sao? À đúng rồi, chính là thứ này, chính là nó. Hề vậy quả thật là thiên sứ trời cô phé xuống cứu tôi thoát khỏi bể khổ. Để được sống cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc ơn nhờ một lần nữa. Này, bà Mòn đang nói này, hoàn toàn không thèm đề cập gì đến chuyện khoa học nữa rồi. Tóm lại đừng chần chờ gì nữa, quý cô tốt bụng, hãy cùng tôi trở về viện khoa Fontaine gặp trưởng phàng để xin lá chìa khóa của trộm xử lý trung tâm nào. Theo giáo chuyện xưa. À, vậy là cái nhánh chính thức của nó là theo giáo chuyện xưa. À, hiểu rồi. Này đúng không? Có cần nói gì nữa không? Để từ từ mình đứng ngay ra đây đợi mình tí. Thôi, tiếp tục thôi. Rolly cuối cùng cũng đánh ra. Tao lấy được chìa khóa rồi. Tiếp theo chỉ cần đánh trộm xử lý trung tâm, hoàn thành việc phân loại dữ liệu là có thể khôi phục công việc quan trắc thủy văn rồi. Ồ, chuyện này cũng cần chúng tôi đi cùng à. Xem xét tình hình của trộm kẹo dẻo trái cây và trộm credit. Biết đâu trộm xử lý trung tâm cũng có những quý ông đến từ Bangkok thì xấu. Cho nên lồn phiền lồn ơn hai người đi cùng tao nhé. Baymon: Anh đừng quen trả công cho chúng tao đấy. Lần lần còn có mùi thù lâu, còn ngà còn đòi thù lâu. À, cuối cùng cũng tới đây. Thì ra cái trường hiếm mà mình không vào được nè. Trường hiếm không vào được cửa nè. Hay vậy là đã nhiều mình biết mà. Cho nên ra cái mấy cái, nói chung ra cái bọn đùa máy, mấy bọn chịu khó chạy nhiệm vụ ngang ra hết, đi phượt mốp là sao nè. Phải chạy nhiệm vụ nó mới mở ra hết. Cho nên cứ nó ra mốp máy chịu khó chạy nhiệm vụ trước đi. Có phong tan ra đợt này nó nhiều nhiệm vụ quá, mình chạy mà không kịp với nó mà. Chúng ta đánh rồi. Nhìn kìa quý cô, đây chính là trộm xử lý trung tâm, là nơi để đọc dữ liệu nghiên cứu thủy văn. Hình như không có e cả. Tôi quay về được chưa?
Ừ đấy, không có pha tôi thì chắc chỗ này cũng không cần chúng ta đâu. Bề ngoài nó việc này chưa thể khẳng định ngay được. Ngộ nhỡ bên trong có mấy quý ông ban quốc thì chắc tôi sẽ không bao giờ được thấy bình minh nữa. Khẩu ý tôi là không thể lồn nghiên cứu thủy văn được nữa. Xin nhờ hai quý cô tốt bụng cùng tôi vào trang xem sao. Thôi đành vậy, mở cửa đi. Thì ra là cái thằng đó nó cầm chìa khóa. Thù lâu đây chứ đâu. À, bên dưới còn có lâu đây nữa kìa. Bên trên có không? À, là đi bên dưới rồi đúng không? Trời, phải kiểm tra tổng thể. Ngay chỗ đây có cửa mà không? Hình như cái đây giống cái cửa ta. Nhìn giống cái cửa quá. Thôi. Rồi đi xuống rồi đó. Nhưng mà ở đây cũng yên tĩnh thật đó. Cũng chẳng thấy. Có lẽ vì chúng ta chưa phát hiện nơi này. Vì chúng chưa phát hiện nơi này. Xem kia. À, từ từ hãy thao tác. Xem có manh mối gì khác nữa. Bỏ vậy có ghi gì không? Rồi đi xuống thôi. Để tao xem nào. Nếu có thể tổng hợp các dữ liệu được thu thập trước đó thì chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt. Việc khôi phục quan trắc thủy văn đang rất gần rồi. Bài môn. Vậy thì tốt quá rồi. Hình như thiếu một phần dữ liệu. Lẽ nào là ổ gió? Bài môn. Sao lại thiếu? Chắc chắn như vậy. Đây chẳng phải dữ liệu do chính anh phụ trách sao? Đó. Hả? Khẩu xin lỗi đi nhầm phòng. Quan chỉ huy pha tui lẳng đầy mắt với sự nhanh nhẹn gì đó. Khoan khoan đoán, vừa nãy có thứ gì lướt qua vậy? Vậy mà cái thằng kia nó thấy mình nó chạy tuốt. Nhanh quá, còn nhanh hơn quả rồng đất. Quá là một tay nhanh nhẹn. Bài mòn, không không. Hình như giờ không phải lúc quan tâm chuyện này. Tên kia là pha tui đấy. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Dinh, chúng ta mau đuổi theo. Phải tra hỏa cho thật kỹ. Vẫn còn bên dưới kìa. Truy đuổi. Đừng đuổi nữa. Tôi đã khóa hết tất cả các cửa rồi. Các người không vào được đâu. Không cần lo lắng. Chỉ cần mở được cái quan bên này là có thể đi vào từ cánh cổng bên dưới. Chẳng hết đường đi đáy gì đó. Thử động. Chuyển nguồn năng lượng. Ủa. Chuyển lên phía trên ra. Ủa, không lẽ chuyển lên phía trên á ta? À, sao mà lấy cái cục trên đó hả? Không cho leo vậy? Sao là không cho leo được nè? Nhẹ. Rồi, khởi động. Tương tác. Ủa sao cái đây lại chui xuống được ta? Nhưng mà nó có cái gì ngay chỗ đây ta? À cái này là do cái thằng kia nó khóa. Không có thao tác được. Vậy là phải đi xuống đây thôi. Cái đó nó khóa là do cái thằng kia mà. Ủa không lẽ đi xuống này ta? Kỳ cục vậy. Lẽ đây mình nhạc cái gì á mà nó có gì giống nhạc gì á. Không lẽ đi xuống vậy là ta. Ủa mà dưới đây nó có cái tầng vậy nè. À một cái tầng dưới đây thôi.
Ha vậy à, chui dưới nước rồi bắt đầu đi lanh lẹ ạ. Ra ra ra, hiểu hiểu à. Từ từ mấy bọn chào mình tí nha. Không phá hai cái này đó. Nước đây có bao nhiêu à? Cái dưới đây là của cái bản đồ đó à. Nhưng mà để xem. À, cái đường đây là phải làm mấy nhiệm vụ nó mới mở ra đúng không? Từ từ để mình cho nổ ư? Cho nổ được không hay là phải đạt nhiệm vụ thôi? Rồi phải đạt nhiệm vụ nó mới cho đi cái lối rồi. À, là phải làm nhiệm vụ đó. Đó là bây giờ chui dưới nước đây rồi mới đi đi vào đây nè. Bán cái thằng đây chui qua à. Rồi nó tự mở cửa luôn đấy. Trời ơi nhọt hay quá mấy bọn ơi. À, là bây giờ lên quýnh thằng đó hả? Ơi lên quất nó thôi. Gì tao thấy tiền đó rồi, ở bên kia đứng lẹ. Đón các cóc người đừng đuổi theo nữa. Rào luôn, nó chưa kịp nói, chưa kịp trăng trối luôn rồi. Này đừng hòng chạy thoát. Duyên chúng ta mau truy đuổi đi. Chắc nó chui dưới nước rồi, nhưng mà từ từ để mình lay nghe thử nha. Có phải là cái chỗ hồi nãy mà nó chạy không? Rồi đúng y rồi đó, đúng y rồi đó. Mình quýnh nhanh quá, nó chưa kịp nói vậy. Ok ghê. Phải đợi nó trang trối. Ừ người này sao lại đóng cửa rồi? Đóng cửa đâu có gì, mình đã trang mình mở được mà. Trời đất cái thằng. Ủa quá. À. Thằng này được, thằng này khó. Mình đi bàn tay thôi. Tự thôi mình. Bạn nó bay nhanh quá, anh lấy không kịp luôn. Lăn tranh thôi. Mà đáng cửa là mới dày cái thằng ngu ngốc này. Nó tính bay ra cái đường kia rồi. Nó bay ra cái đường kia kìa. Nó bay ra cái lối mà hồi nãy mà mình kêu cho nổ tung á. Đại nhiệm vụ á. À, đó bây giờ nó mới mở ra cái vàng này thôi. Đó. Mau 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 chạy bọn chúng lại. Thôi để cho bọn nó trang trấu tí nha, đừng có quýnh liền nha. Trang trấu giờ nó đi rồi không trang trấu. Đừng biết tạo quá tao đầu hòn mấy mấy người đánh về những cuộn băng giấy nè. Của các người hack đấy. Biết tàu hả? Quan chỉ huy pha tươi ngoan ngoãn vô cuộn giấy cho các bạn. Thế nào Julie, toàn bộ đây à? Cái này chắc vậy rồi. Đúng rồi, chắc là tất cả đây rồi. Bài ngoan. Thôi coi như tao chưa hỏi đi. Mục đích của các người là gì? Đúng vậy, hãy thành thật khai báo. Rốt cuộc các ngươi chiếm những trộm quan trác này để làm gì? Để lười biếng. Tôi tên là Malino, đội trưởng đội trinh sát độc lập thứ ba bóng. Ban đầu khi được điều đến Fontaine, mọi người đều sống rất vui vẻ, cũng không có nhiệm vụ gì quá khó khăn. Bemon. Vậy điều này liên quan gì đến việc ngươi chiếm lĩnh trộm quan trác? À, mấy tháng trước do biến động nhân sự, bang bang quốc đã bắt phân công một kẻ tên là Sumilu làm cấp phó máu của tôi. Sumilu à? À, là tên tiểu đội trưởng ở trộm kia lúc trước đúng không? Đúng vậy, tôi thật sự chịu không nổi tên đó, nhưng lại không thể xử lý hắn
đành phải mượn cớ chủ động ra ngoài thi hành nhiệm vụ để tránh mạt. Raymond, khoan đã. Người nó lườm ta ráo quá. Tên Sumelu kia là cấp phó của người phải không? Đúng vậy. Vậy chẳng phải hắn là cấp dưới của người sao? Tại sao cấp trên phải nghe lời cấp dưới? Cái tên đáng ghét đó rõ ràng là cấp dưới của tao, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc, yêu cầu người khác nỗ lực làm việc. Hắn toàn nói những lời hợp lý rất khó phân bác. Tao cũng đào thể công khai với hắn ngay trước mặt người khác rằng thật ra mọi người đều không muốn làm việc chứ. Vừa ha, tao thấy quanh đây có vẻ tòa thốt kỳ lạ, nên dứt khoát nói chúng tao muốn điều tra bên này, sau đó lượm giả thư của sảnh phúc lục. Vậy mà quả nhiên là có người lầm giả. Nghĩ lại cũng phải, sao sảnh phúc lục có thể vô trộm quan trác thủy văn cho các người quản lý được chứ? Này Broly, anh còn muốn hỏi hắn gì nữa không? Ra là vậy. Người chiếm giữ trộm quan trác của chúng ta vì muốn trống việc. Không, là muốn có được giây phút bình yên trong thế giới sô bồ này. Rồi sao? Cũng thấy nghỉ ngơi ở đây thế nào? Sao rồi? Hả? Khổ, cực kỳ thoải mái. Phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Ngủ trưa một lát thơ đã cũng thấy tâm trạng khoan khoái rồi. Đúng nhỉ? Đặc biệt là khi thức dậy và nhận ra mình không có việc gì gấp cần làm, không có những người đón gác xăm soi, chỉ cần an tâm tận hưởng ánh nắng và gió nhẹ buổi chiều. Thằng mập nói tiếp. Thằng mập nói này, giống như tính lệ là từ một giấc mơ rồi lại đi vào giấc mơ khác, không mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Rồi Broly, ôi quý ông à, thế mới là sống chứ. Đáng tiếc anh chưa được nếm thử loại hồng trà bán giới hạn ở phố Vasi đúng không? Nếu như có cơ hội thì... Bày mò. Này này, sao đột nhiên hai người lại nói chủ đề quá quỷ gì vậy? Được rồi, tên béo kia, ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến. Mau, đến lúc xem xét tội của người với viện khoa học không tên rồi. Xin đợi một lát. Hệ vị ân nhân, thật ra người này cũng chưa gây ra bất kỳ thiệt hệ gì cho nghiên cứu thủy vàng của chúng ta, phải không? Về mặt khách quan, thậm chí quý ông đây còn giúp chúng ta thu thập một phần dữ liệu. Hơn nữa, chỉ là anh ta không muốn làm việc, muốn sống cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc và an nhàn mà thôi. phải đấy. Raymond, không. Dù hai người có ăn nói hùng hậu như thế thì đây cũng đâu phải chuyện gì đáng để tự hào chứ. Làm ơn đi quý cô tốt bụng, nể mặt khoa học xin hãy khoan dung độ lượng, tha cho anh ta lần này. Mặc dù có vẻ không liên quan gì đến khoa học, nếu người trong cuộc đã nói vậy thì thôi. xin cảm ơn các bạn. Quý người à, và hai vị đây nữa, tao thì tuyệt đối sẽ không lườm chuyện như vậy nữa. Từ nay về sau tao nhất định sẽ dốc hết sức, chỉ lười biến bằng thực lực của mình thôi. Tốt lắm, quan trọng nhất chính là quyết tâm như thế. Bài ngoan, đừng khơi gợi ý chí chiến đấu kỳ lạ đó ở những nơi thế này. Quan, chỉ huy pha tôi đội ơn và ra đi. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, tôi cũng nên quay về sắp xếp dữ liệu thôi. Vô cùng cảm ơn hai vị, xin hãy nhận lấy những thứ này. Giải quyết xong xuôi thật chưa? Thôi vậy, trộm quan trác đã hoạt động trở lại, đốm tiểu đội pha tôi cũng rút lui rồi, chuyện này coi như kết thúc nhỉ. Sang phim. Theo giáo chuyện xưa hồi cái cơ. Bên giấy bị lãng quên, giúp Broly thu hồi và sắp xếp toàn bộ dữ liệu quan trắc thủy văn. Có cái nào mình chưa biết ở đây, hình như ở của Fontaine.
mở cánh cổng dẫn đến căn phòng sách nào đó. Giúp Yihua là cái gì đây? Đầu bếp và người đánh cá. Chả biết. Nó cái này hình như bên Li Yue sao? Lulu Afe là bên Li Yue rồi. Thành tựu gì nữa đây? Mở khóa tất cả điểm dịch chuyển à, theo chiến tiên linh. Rồi. Rồi đủ nguyên thạch chưa? Wow, quá đã, quá đã. Một cái này là tím mà. Không nổ vào đó. Con Sion Linh của mình chắc C50 rồi đó. C50 rồi, thôi. Hack đồ chai rồi.